Tân Lan. Dạ, nãy trong hướng dẫn thì Trang ghi rất là rõ đó, có thể thực hành liên tiếp với nhau, cho nên là làm đẹp hay thanh lọc không có cần cách 6 tiếng gì hết nha, chỉ có 2 lần chữa lành mới phải cách ra 6 tiếng.